Hello, xin chào các em. Chào Lý Phương. Chào Giang Lương. Chào Đức, chào Minh Hiếu. Chào bạn Huyền Đỗ. Chào Ngô Gia Huy. Hello, chào tất cả anh em. Chào tất cả các bạn. Ủa, đồng thế. Chào Quân Nguyễn, chào Nguyễn Thụy Vân, chào Minh Đoàn, chào Nguyễn Thị Vân. Chào Hồ Sĩ Việt, chào Huỳnh Chi. Chào Nguyễn Sơn, chào Hoài Ngọc, chào Ngọc Mai, chào tất cả các bạn nha. Ủa, 500 bạn rồi. Nhanh thật sự. Chào Nguyễn Minh Hằng. Chào Tạ Lan Anh, chào Trần Thị Trang, chào bạn Linh. Cảm ơn bạn Linh Anh nha. Avatar thầy, tặng sao thầy. Tuyệt vời. Con gì tuyệt vời hơn, đúng không? Hôm nay thầy xin phép không bật mặt bởi vì vừa cắt tóc xong ngủ quá anh em ạ. Thầy chưa chào em mà chào Lưu Doãn Thành. Em này. Liệu họ của họ Lưu à? Giống họ Trung Quốc. Ok, chào Hoàng Quang Bảo, chào Trần Hoàng Phúc, chào Nguyễn gì đây? Nguyễn Văn Hiệp. Ok, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay thôi, thầy xin phép hôm nay thầy không bật mặt nha. Vì vừa mới cắt tóc xong, nhìn ngu quá. Bây giờ vừa cắt tóc xong nhìn ngu quá anh em ạ. Bây giờ không phải ngu quá mà là Các ngu bạn thực nha. mà là ngu Thì hôm nay vừa mà ngu thực sự. Bây giờ ngu thực sự phải nói là rất ngu. Nên thầy xin phép là không bật mặt vì nhìn ngu thực sự. Ok. Rồi. Cắt cua. Không phải là cắt cua hay là không cắt mà là nhìn nó ngu quá. Ok rồi, đã xong mấy cái bước thao tác setup rồi. Để thầy còn rồi. Nhiều bước setup quá. File 50 lý thuyết ở đâu à? Thầy cạo chọc à? Không. Thầy không cạo chọc. Nhưng mà hôm qua là chán đời quá đi cắt tóc. Ok, thôi được rồi. Câu chuyện nó cũng chỉ đến thế mà thôi, nó nhạt lắm, được chưa? Chán đời quá đi cắt tóc và cắt hơi ngu, được chưa? Nên là sáng nay không show mặt được. Cảm ơn bạn Phạm Phương Anh nha. Dù gì nữa vẫn là VNA đẹp trai à, thầy cắt môi. Thôi được rồi. Học nha, nhá. Thì cố gắng từ giờ đến lúc thi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều, chúng ta sẽ ôn nó cho chắc, nó bài bản, đúng không? Để chúng ta không bị mất điểm lý thuyết ngu. Thì tối hôm qua thầy định thi 50 câu lý thuyết, nhưng hôm qua thầy có chuyện nó hơi buồn nên là thầy không thi được, và thầy có thông báo trong nhóm, thầy không thông báo ra bên ngoài. Thầy nghĩ bên ngoài chắc cũng các em không quan tâm nhiều đâu. Đa phần nội lực được nhiều người xem như này là do trong nhóm của thầy, các bạn đi ra các bạn đi xem. Còn học sinh bên ngoài thì chắc ít thôi. Nên thầy có thông báo trong nhóm là tối qua thầy hủy cái test 50 câu lý thuyết vì hôm qua có chuyện buồn quá. Vừa đi cắt tóc, vừa không làm được việc gì. Đấy, nhưng mà yên tâm là sáng thầy vẫn livestream, đúng không nhỉ? Vẫn ở đây và vẫn dạy dỗ các bạn. Đấy. Nên là không, thầy không thất tình. Thầy mà thất tình thì ai trong cuộc đời này còn tình yêu nữa em. Hả? Đấy, buồn quá nên là không livestream, ai không kiểm tra các bạn được. Thì nhưng mà thầy vẫn ngồi lên livestream, đúng không nhỉ? Chúng ta vẫn có những cái buổi học lý thuyết free đấy, nhưng mà thầy chỉ thông báo trong nhóm thôi chứ ở ngoài tường thầy không thông báo. Thầy biết là toàn học sinh trong nhóm là chủ yếu, đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Và sáng nay vẫn là một buổi số 2 trong chuỗi 10 ngày livestream 5 giờ sáng. Thầy livestream hết 10 ngày này thầy sẽ đổi món cho các bạn, là ví dụ như sang là tổng ôn lớp 11 chẳng hạn, đúng không nhỉ? Đấy, tổng ôn các câu lớp 11, đúng không ạ? Ok chưa? Nha, thầy có chuyện biến cho thầy náp à?
Không, thầy và thầy Náp còn lâu lắm chưa gặp nhau. Thầy, dỗi thầy Náp rồi. Người yêu cũ em mới cưới à? Thế phải vui chứ, là cười buồn. Được rồi, học nha. Đấy. Thôi, không nhiều ông thất tình thế. Đấy, và anh em nào mà chưa về đội của thầy nha, 45 ngày cuối này. Các bạn muốn gọi là tổng ôn vật lý, đúng là từ cơ bản đến nâng cao, nghe chưa? Luyện đề nhá. Đấy, rồi nói chung là học hết lại các phần từ đầu, nếu như phần nào mà các bạn bị mất gốc thì các em về đội của thầy Ngọc Anh. Nghe chưa? Các em inbox ngay về fanpage để các chị tư vấn nha. Đấy. Và tất nhiên là khóa học trong nhóm kín thì nó sẽ bài bản và nó sẽ nhiều cái phần nó hay, nó khó hơn, tài liệu chất lượng hơn nhá, và được thầy chăm sóc nhiệt tình hơn, nhiều tài liệu hơn nhá. Đấy thì nhanh chân đúng không nhỉ? Bởi vì còn 45 ngày nữa thôi, không còn nhiều nữa đâu nhá. Đấy, sắp hết thời gian đến nơi rồi nha. Chậm ngày nào là chúng ta thiệt thòi ngày đấy, đúng không ạ? Thấy chưa? Nha. Ok. Rồi, chúng ta học thôi. Nói chuyện 5 phút để tỉnh ngủ rồi. Bắt đầu chúng ta vào học nha. Nào, câu số 1 trong chuỗi 10 ngày số 2, đấy chưa? Hai âm khác nhau về âm sắc thì chắc chắn nó khác nhau về cái gì các bạn nhỉ? Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm liên quan đến đồ thị dao động âm, là đặc trưng vật lý, nghe chưa? Khác nhau về âm sắc thì chắc chắn khác nhau về đồ thị dao động âm. Câu 1 chúng ta khoanh đáp án A, đấy chưa? Khoanh toàn A, nghe chưa nhỉ? Câu 1 là A. Câu thứ hai, đầu A của một sợi dây cao su căng ngang làm cho dao động với chu kỳ là T lớn. Sau khoảng thời gian T lớn, sóng truyền được 4 mét thì bước sóng là bao nhiêu? T lớn là chu kỳ dao động, đấy chưa? Trong một chu kỳ, quãng đường sóng truyền được là bằng một bước sóng. Vậy thì truyền được 4 mét thì bước sóng là bằng 4 mét, nghe chưa? Câu 2 đáp án là C, khoanh toàn C, đấy nhỉ? Câu 2 là C. Câu thứ ba, mạch điện có cái phương trình điện áp là U bằng U0 cos 100πt và Y bằng Y0 cos omega t trừ cho pi trên 2. Mạch điện này chứa phần tử gì? Các bạn nhìn luôn là dòng điện trễ pha pi trên 2 so với điện áp, đúng không nhỉ? U sớm pha pi trên 2 so với Y thì mạch này bắt buộc phải chứa cuộn giấy thuần cảm thì U mới sớm pha pi trên 2 so với Y. Nên câu 3 đáp án là gì các em? A, đấy chưa nhỉ? Khoanh toàn A. Xong chưa? Úi giời ơi, thằng Nghiêm Nghiêm khoanh D. Ngu học. Câu này mà giờ phút này em mà nhầm nữa thì tốt nhất là năm sau thi, nghe chưa? Năm nay đối thủ vừa đông vừa kinh khủng. 2K2 năm ngoái thi lại rất nhiều, 2K3 năm nay cũng rất đông, nghe chưa? Tốt nhất là sang năm sau 2K4 ít đối thủ, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta chọn cái trận đánh nó ít ít quân hơn, nghe chưa? Trận đánh năm nay đông và hung hãn lắm, nghe chưa? Nhá, rồi vậy. Vô nhà ông, giờ phút này còn sai câu này. Nào, tiếp câu thứ tư. Chu kỳ con lắc lò xo là 0,4 giây, độ cứng là 100 Newton trên mét, yêu cầu tính khối lượng của con lắc. Các bạn chỉ được thuộc công thức tính chu kỳ con lắc lò xo thôi. T bằng 2 pi căn m chia k, t bằng 2 pi này, 0,4 này chia cho 2 pi này, đúng không nhỉ? Bình phương lên, đấy nhỉ? Đây, đúng chưa? Bình phương lên là ra m trên k rồi, nhân với k là 100 thôi, nó sẽ hơi lẻ một tí. Nó ra bao nhiêu các bạn nhỉ? 0,4 kg. Úi giời ơi, 0,4 này chia cho 2 pi bình phương lên so nhân với k, đấy chưa? 0,405 kg, đấy nhỉ? Đấy, vậy thì câu này của chúng ta đáp án gì nhỉ? C, đấy chưa? Câu 4 là C, khoanh toàn C, nghe chưa? Đấy, khoanh toàn C nha, câu 4 là C. Tiếp câu thứ 5. Một chất điểm dao động với phương trình x bằng 6 cos 2πt trừ pi trên 3. Tại thời điểm 0,5 giây, chất điểm có tọa độ là bao nhiêu? Nghe chưa? Và tại thời điểm 0,5 giây là một nửa chu kỳ, chất điểm có tọa độ là âm 3 cm. Đáp án B là chính xác. Vì sao thầy nhẩm được như vậy? Thực chất là thầy đang dùng kỹ thuật vòng tròn lượng giác. Thầy nhẩm được pha ban đầu là âm pi trên 3 thì vật ở tọa độ là 3, sau một nửa chu kỳ tọa độ đối nghịch lại là âm 3, nghe chưa? Nhưng bạn nào mà không nhẩm được như kiểu của thầy thì em có thể bấm máy luôn là 6 cos này, đấy chưa? 2 pi t là bằng 0,5 trừ cho pi
pi chia cho 3, đấy chưa? Các bạn thay số vào nó cũng ra giá trị là trừ 3. Đấy, nhưng các em có thể nhầm theo kiểu đẳng cấp kia. Giờ phút này mà thằng nào mà bấm cái này thì đúng, đúng nhỉ? Đấy, nhưng mà nó hơi lâu, nghe chưa? Nên câu 5 đáp án là gì các em? Là B nha. Rồi, câu thứ 6 nào. Tần số của dòng điện omega là 120 pi, tần số là 60 Hz, 120 pi chia cho 2 pi, được chưa? Câu này đáp án là B chính xác. Cảm ơn Nhật gửi thầy 4 năm sao, cảm ơn em, tí thì có tiền ăn sáng rồi. Nào câu thứ 5 à, đâu câu thứ 7 đấy, nhận được tiền hoa hết cả mắt, đọc nhầm câu 7 thành câu 5, đậu xanh. Nào, mạch điện RLC mắc nối tiếp thì đáp án nào sau đây là đúng? Nhìn lướt qua thì UR luôn cùng pha so với I. Câu này hợp lý chưa? Câu 7 đáp án là B. Nghe chưa? 7 là B. Khoanh toàn B nha. Câu thứ 8 nào. Ampe kế nhiệt thì giá trị của ampe kế là bao nhiêu? Ampe kế nhiệt là đo giá trị hiệu dụng. Nghe chưa nhỉ? Đấy. Vậy thì cực đại là 2 căn 2 thì hiệu dụng sẽ là 2. Nên câu 8 của chúng ta đáp án là gì các em? 8 là C. Nghe chưa? 8 khoanh toàn C. Ok. Câu thứ 9 nào, đơn vị của từ thông. Từ thông là gì? Từ thông là thông lượng đường sức từ nha, đâm qua một tiết diện thẳng của mặt phẳng khung dây. Và đơn vị có là VB, nghe chưa? Nha, đáp án là B chính xác, D chính xác, nghe chưa? Còn Tesla là cảm ứng từ, Henry là độ tự cảm, Volt là điện áp, đúng không nhỉ? Hay điện thế, đúng chưa? Rồi, câu thứ 10, một vật dao động điều hòa trong 5 giây thực hiện được 20 năm dao động toàn phần thì tần số dao động là bao nhiêu? Câu này nhiều bạn làm rất loằng tò lòng ngoằng, nghe chưa? Câu này làm rất nhiều bạn loằng tò lòng ngoằng, tần số là gì? Tần số là số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1 giây. Trong 1 giây vật sẽ thực hiện được 5 dao động toàn phần. Bởi vì trong 5 giây thực hiện được 20 năm dao động toàn phần thì trong 1 giây thực hiện được 5 dao động toàn phần. 1 giây thực hiện được 5 dao động toàn phần thì tần số là 5 luôn. Vì tần số chính là số dao động toàn phần thực hiện trong 1 giây. Nhiều bạn không nhớ định nghĩa đâu nha. Nghe chưa? Nên câu 10 đáp án là gì các em? Là C, khoanh toàn C. Nghe chưa? Rồi ôi cái thằng đỗ đại học ngu học. Nếu như mà tần số là 5 thì chu kỳ nó mới là 0.2 giây. Sao có khoanh B vậy em? Rồi ôi. Nào câu thứ 11, không hay ho gì cái chuyện cố tình nhầm để thầy đọc tên đâu nhá. Rồi ôi, cứ nhầm đi, cứ giả vờ nhầm nhiều xong đi thi nó nhầm thật đấy, nghe chưa? Đấy, không hay hoa gì nhá, nghe chưa? Rồi phải làm chuẩn, nghe chưa? Câu thứ 11, tốc độ truyền sóng cơ là phụ thuộc vào cái gì các em? Môi trường truyền sóng. Đấy, sóng cơ là phụ thuộc vào bản chất của môi trường. Môi trường mà mật độ càng lớn, tính đàn hồi càng lớn thì sóng truyền càng nhanh. Nghe chưa? Câu 11 là A chính xác. Câu thứ 12, nào, sóng dừng với đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ nó phải ngược con nhà bà pha. Bởi vì tại điểm cố định, đúng nhỉ, là điểm không dao động thì hai sóng nó phải triệt tiêu nhau. Mà hai sóng triệt tiêu nhau, nghe chưa, thì nó phải là ngược pha nhau, nghe chưa? Ok, lớp em bảo vô coi thầy chửi vui lắm. Vào nghe một phút đã được nghe thầy chửi rồi à? Chửi mà sáng mắt ra còn gì nữa. Câu 12 là A, được chưa? Câu thứ 13, điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa? Anh em nhớ đây là năng lượng điều hòa nha. Tốc độ tăng, động năng tăng, đúng luôn, chuẩn cơm mẹ nấu. Động năng lớn nhất khi có cân bằng, không còn gì chuẩn hơn. Thế năng nhỏ nhất khi ở biên, sai bố nó rồi, nghe chưa? Thế năng lớn nhất khi ở biên, nghe chưa? Nên câu 13 chúng ta khoanh toàn C, nghe chưa? 13 là C nha. Tiếp, câu thứ 14 nào, dạy mãi rồi. Trên đoạn thẳng nối hai nguồn thì coi như là sóng dừng, mà sóng dừng thì hai điểm đứng yên thì coi như là hai nút sóng. Hai nút sóng liên tiếp cách nhau là lambda chia 2. Câu 14 của chúng ta đáp án B là chính xác, nghe chưa? 14 khoanh toàn B, nghe chưa? Rồi, tiếp theo câu thứ 15, mạch điện nào có hệ số công suất nhỏ nhất? Hệ số công suất là K, K là bằng cốt phi. Phi, cốt phi nhỏ nhất khi nào? Cốt phi nhỏ nhất khi phi bằng 90. Thì cốt 90 là sẽ bằng 0, nghe chưa? Mà để phi bằng 90 thì UI vuông pha. UI vuông pha khi nào? UI vuông pha khi là mạch chứa L và C. Mạch không chứa R thì
UI vuông pha, nghe chưa? Tức là mạch chỉ chứa L và C thôi thì UI sẽ là vuông pha. Nên câu 15 đáp án D, nghe chưa? Nào, câu thứ 16 nào. Tầm này mà thằng nào mà còn nhầm câu 16 hay là phải bấm máy câu 16 thì các em thực sự có lỗi với bà nội các em. À nhầm, có lỗi với ông bà các em, nghe chưa? Vì thầy đã dạy các em quá nhiều câu này rồi nha. Dạy từ mùa này sang mùa khác, dạy từ bài này sang bài khác rồi. Đấy, đứa nào cứ chịu khó xem mấy để của thầy không bao giờ sai mấy câu lý thuyết vớ vẩn, nghe chưa? Chỉ sai mấy câu lý thuyết khó thôi. Đấy, chứ còn nào, không bấm máy câu này nha, nó phải đẳng cấp, đấy chưa? Bấm thì là dở rồi. Nào, công thức câu này là gì? Thầy sẽ chụp câu này ra ngoài nha. Nhiều bạn câu này hẹo lắm, đấy chưa? Hẹo câu này thì còn làm ăn được cái gì nữa? Nào, yêu cầu tính biên độ góc đúng không? Mà cho biên độ dài đúng không nhỉ? Dạy mãi rồi, công thức là gì các bạn ơi? Nào, biên độ cong thì bằng biên độ góc nhân với chiều dài dây. SC0 bằng alpha 0 nhân với L. Đấy chưa? Đấy, SC0 là 20cm, L là 2m. Đưa về cùng mét đi, 20cm là 0,2m. Alpha 0 đang cần tìm, L là 2m chưa? Đấy, vậy alpha 0 là bao nhiêu? 0,1 rad radian, nghe chưa? Radius. Rồi, vậy đáp án là B chính xác. Alpha 0 đơn vị nó phải là radian, nghe chưa? Câu 16 chúng ta khoanh toàn B. SC0 bằng alpha 0 nhân với L, nghe chưa? Nha. Ok, thật là bấm máy câu này thì đúng là buồn, nghe chưa nhỉ? Rồi, tiếp câu thứ 17 nào. Xét một dòng điện không đổi I, đấy chưa? Tiết diện chạy qua một tiết diện thẳng, điện lượng chạy qua mỗi phút là 150 coulomb, cường độ dòng điện là I bằng Q chia cho T. Đấy, Q là 150 coulomb, T là bằng 60. Câu này phải không bấm máy nó mới là đẳng cấp, đúng không nhỉ? Không bấm máy nó mới là đẳng cấp nào. 0,0 chia tiêu, 15 chia 6 chắc chắn là có đầu 2 rồi, đúng không nhỉ? 2,5 mà, đúng không nhỉ? Hợp lý chưa? 2,5 ampere hay là coulomb chia dây, nghe chưa? Đấy, ngoài đơn vị là ampere thì dòng điện có đơn vị là coulomb trên dây. 2,5 ampere. Câu 17 đáp án là B chính xác. Khoanh toàn B, được chưa? 16, 17 là B hết. 16 cũng B, 17 cũng B, được chưa? Ấy già, thầy chữa nhanh hơn là không? Thầy không chữa nhanh, được chưa? Làm gì được thầy? Vì nếu mà thầy chữa nhanh thì thầy rapper thì rất nhiều bạn trong đây là hẹo, nghe chưa? Thầy không chữa nhanh, nghe chưa? Thầy không chữa nhanh. Đừng có khích thầy, nghe chưa? Đừng để thầy chữa nhanh. Hôm rồi các bạn đã chứng kiến thầy chữa 100 câu lý thuyết mà thầy chữa nhanh chưa? 30 câu trong có 2 phút thôi, 3 phút thôi. Không đấu lại được đâu, nghe chưa? Nên thầy đã chữa tốc độ chậm. Nên giờ đứa nào thích nhanh thì tắt cái live stream này đi. Bởi vì tí nữa thầy kiểu gì thầy cũng up lên YouTube. Thì nó up lên YouTube nó có chế độ 3x đấy, lên để mà xem, nghe chưa? Nha. Đấy, bật tốc độ gấp 3 lần lên. Nào, câu thứ 18 nào. Trong mạch điện RLC đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Nếu tăng tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác thì kết luận nào sau đây là đúng? Câu suất tăng là sai. Khi có hiện tượng cộng hưởng thì IKPUR mắc. Thế thì khi mà mắc rồi mà mất đi cộng hưởng nó phải giảm, đúng không nhỉ? Vậy thì đáp án là AB là sai. Và nhìn luôn đáp án D là đúng này. IKP, IK, K là hệ số công suất chưa? Hệ số công suất là mắc rồi. Khi có cộng hưởng điện thì hệ số công suất là mắc. Thì khi mất cộng hưởng, vì tăng tần số lên rồi, mất cộng hưởng thì hệ số công suất là giảm, nghe chưa? Nha. Còn tất nhiên là dung kháng luôn bằng cảm kháng là sai. Nếu như đang có cộng hưởng mà tăng tần số lên thì mạch của chúng ta là phải có tính cảm kháng, nghe chưa nhỉ? Nên cái tóm lại, bạn nào mà học cực trị nhóm 1 của thầy rồi thì câu này là câu trẻ con, nghe chưa? Nên câu 18 của chúng ta đáp án gì đúng anh em ơi? Đáp án D, nghe chưa? Nào, ở đây quên mất, dạy từ nãy giờ không bảo các bạn nhớ cho thầy một chia sẻ nha. Hôm nay mà cuối ngày hôm nay mà không được 1000 chia sẻ thì ngày mai tôi dỗi tôi mếu livestream nữa, thấy chưa? Công muốn làm gì thì làm, thấy chưa nhỉ? Đấy, thầy không biết là ngày hôm qua được bao nhiêu chia sẻ, hình như là ngày hôm qua là cũng được 1000+ chia sẻ rồi, đúng không? Làm công việc vậy nó ý nghĩa, đúng không nhỉ? Đấy, tôi nhìn lại là ngày hôm qua được bao nhiêu chia sẻ nào. Ui dồi ôi, ngày hôm qua được 1800 chia sẻ, đúng không nhỉ?
Nếu ngày hôm nay mà không được như ngày hôm qua ấy, thì thầy buồn, nghe chưa? Thì thầy buồn nha. Thầy rất buồn, nghe chưa? Rất buồn nha. Đấy. Ngày mai nghỉ luôn, nghe chưa? Thức đêm dậy hôm nha. Thức sớm dậy khuya. À, thức khuya dậy sớm. Làm cái công việc cho các em. Các em không ủng hộ nữa thì chỉ có ai ủng hộ thầy nữa. Nghe chưa? Nào, câu 19 nào. Nhận định nào sau đây là đúng khi nó về dao động cơ học tắt dần? Luôn có cơ năng không đổi, sai. Biên độ không đổi, sai. Đấy chưa? Có tần số, biên độ giảm dần. Tần số thì sẽ không đổi, nhưng biên độ sẽ giảm dần. Nghe chưa nhỉ? Đấy, câu này sai nốt. Nào, lực ma sát càng lớn, tắt dần càng nhanh. Đúng rồi, câu 19 khoanh toàn D. Nghe chưa? 19 là D. Câu 20, một cuộn dây có độ tự cảm là 0,2 Henry. Thời gian, tóm lại là trong thời gian dòng điện chạy qua cuộn dây thì biến thiên với tốc độ là 20 ampere trên một giây. Tức là dòng điện sẽ tự biến thiên thì sẽ có xuất động tự cảm. Bởi vì xuất động tự cảm, đúng không nhỉ, là gây ra được là do sự biến thiên của chính dòng điện gây ra. Nghe chưa? Đấy, vậy ta lấy cái 20 nhân với 0,2 thôi. Đấy, E tự cảm thì bằng L nhân với delta I chia delta T, tức là tốc độ biến thiên của dòng điện. Đấy, tốc độ biến thiên của dòng điện đây là 20 ampere trên một giây. 0,2 mà nhân với 20 là bằng 4 V. Nghe chưa? Câu 20 là C nha, khoanh toàn C. Câu 21 nào, hai thằng cu này là ngược pha với nhau, có đúng không? Trừ pi trên 6 và 5pi trên 6 là ngược pha với nhau. Ngược pha với nhau thì biên độ tổng hợp là hiệu của hai thằng, nên câu 21 của chúng ta là B. Nghe chưa? Câu 22, nếu mức cường độ âm là 2 decibel thì cường độ âm là bao nhiêu? Ái già. Nào, mình lấy 2 chia cho 10, đúng không nhỉ? Rồi lấy 10 mũ answer là ra được Y trên Y0. Vậy thì Y sẽ là 1,58 Y0. Nên câu 22 đáp án là B chính xác. Tầm giờ này đứa nào mà không học thuộc công thức này nữa thì vứt đi, nghe chưa? L bằng log của Y trên Y0. Đấy, với đơn vị là ben, nên decibel thì là 10 log của Y trên Y0, nên phải lấy 2 chia cho 10 rồi lấy 10 mũ answer lên, nghe chưa? 22 là B, nghe chưa? Rồi. Nào, câu 23 nào. Rồi, đến tờ phút này mà bạn nào mà cũng chưa biết câu 23 nữa thì vứt đi. 22 là A mà. Rồi ôi em ơi, ngu học em ơi. 2 decibel mà. Sao câu 22 các bạn khinh vãi các bạn. 22 đứa thì A, đứa thì C nào. Ủa ôi. Thế à? Ủa ôi, sợ thế. Nào, câu 22, anh em nào về team của thầy khoanh B, anh em comment số 1 nào. Rồi ôi, chết tôi thôi. Giờ có cả thằng 22A với 22C thì thầy cũng bó chiếu rồi, nghe chưa? Nào, đứa nào khoanh B thì về team thầy comment số 1 nào. Rồi ôi, chết tôi thôi. 22 anh em thắc mắc được nhỉ? Câu giả vờ ngu à? Khó phết đấy anh em ạ. Sai là những câu như này nó phải nghệ thuật đấy, chứ biết sai được ấy, nghe chưa? Thôi rồi nhá, đứa nào mà không biết câu này xem lại sách giáo khoa, nghe chưa? Chết không cơ chứ. Câu 23, phần cảm có tác dụng là tạo ra từ trường, đúng không nhỉ? Cảm là cảm ứng từ chưa? Cảm ứng từ nó tạo ra từ trường, không phải nghĩ ngợi, đúng không nhỉ? Câu 23 của chúng ta là khoanh toàn C, nghe chưa nhỉ? Nha. Rồi câu thứ 24, R bằng 30 ohm, được chưa? Mắc nối tiếp với tụ C thì tổng trở 50 thì dung kháng là 40, 3, 4 và gì gọi nhỉ? 3, 4 và 3, 4 và 5, nghe chưa? Đấy, ok nhá. ZC bằng 40. Tiếp câu thứ 25. Ấy giờ để bắt đầu đến những câu loằng ngoằng anh em ơi. Bắt đầu đến những câu mà nó phải dùng não rồi, nghe chưa? Còn từ nãy giờ chúng ta chỉ cần dùng máy thôi, nghe chưa? Nào, câu 25. Một con lắc lò xo có K như này, M như này, treo thẳng đứng có G như này. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn rồi thả nhẹ thì thấy vật dao động trên một đoạn thẳng dài 6 cm, tức là quỹ đạo dao động là dài 6 cm thì biên độ dao động là bằng 3 cm, đấy chưa? Lực đàn hồi nhỏ nhất mà lò xo tác dụng vào vật, tính cho thầy cái delta L0. Delta L0 là bằng MG chia cho K, đúng không nhỉ? 0,4
nhân với 10 chia cho 100, đúng không nhỉ? Thì là bằng 0,04 mét, thì bằng 4 cm, nghe chưa? Vậy thì F đàn hồi của chúng ta mà là min, đúng không nhỉ? Chính là K nhân với lại delta L0 trừ cho A. Đây chính là lực giãn nhỏ nhất. Vì lúc này là lò xo luôn giãn, delta L0 lớn hơn A thì lò xo luôn giãn, đây là giãn nhỏ nhất chưa? Là bằng 1 Newton, nghe chưa nhỉ? Đấy, đáp án B là chính xác. Câu 25 của chúng ta là B. Đấy, biết ngay mà, có những đứa khoanh C, thầy có buồn đời không cơ chứ? Đấy chưa? Delta L0 mà lớn hơn A thì lò xo luôn giãn, đây là lực giãn nhỏ nhất, nghe chưa? 25 là B. Giờ phút này bạn nào mà sai câu này nữa thì tốt nhất là năm sau thi, nghe chưa? Học hành gì nữa, năm nay thứ nhất rất đông đối thủ, thứ hai 2K2 thi lại rất nhiều, mà cái số lượng 2K2 thi lại toàn dạng quái vật thôi, được chưa? Toàn dạng năm ngoái 9 lý, 10 lý, dọa nhầm 9 lý, 9 toán, nghe chưa? Thi lại thôi, bởi vì năm ngoái điểm chuẩn rất là cao và năm ngoái nhiều anh chị 2K2 bị tạch, nghe chưa? Đấy, vì điểm chuẩn cao quá. Đấy, năm nay thì thầy chẳng cần cái khối lượng 2K2 năm ngoái thi lại, chỉ cần cái bọn 2K3 năm nay nó thi trực tiếp thôi, nó đủ hung hãn và nguy hiểm rồi. Em có biết cái năm 2K2 cái năm 2003, cái năm mà bùng nổ dân số Việt Nam không? Có biết là bao nhiêu đối thủ không? Hả? Một giờ phút này mà các bạn nào mà chưa tỉnh ngộ thì tự chưa tỉnh ngộ thì tỉnh ngủ thì ai tỉnh ngủ rồi, mà chưa tỉnh ngủ thì tự lấy tay vào mặt mình một phát, nghe chưa? Nhá. Trời ơi. Nào, có 26 nào. Chúng ta có một cái mối liên hệ giữa UL, UC như thế này, UR thế này. Khi đó dòng điện sớm hay trễ pha so với hai đầu đoạn mạch một góc bao nhiêu? Mình có được là căn 3 UR thì bằng 1,5 UL bằng 3 lần UC. Đặt luôn UR là căn 3. Căn 3 nhân với căn 3 là 3. 3 chia 1,5 là 2. 3 chia 3 là bằng 1. Nghe chưa? Mình có được là tan phi. Đấy, thì bằng UL trừ cho UC chia cho UR, nghe chưa? 2 trừ cho 1 chia cho căn 3 là bằng 1 phần căn 3. Thì phi của chúng ta bằng bao nhiêu độ các em? Bằng 30 độ. Mà mặt khác là UL lớn hơn UC thì Y là trễ pha hơn U, đúng không nhỉ? UL lớn hơn UC là mạch có tính cảm kháng. Mạch có tính cảm kháng thì Y trễ hơn U một góc là 30 độ, nghe chưa? Trễ hơn một góc là 30 độ. Đáp án D là chính xác. Câu 26 là gì các em? Là D, nghe chưa? Nha, 26 là D. Ok. Câu 27. Thầy cứ chữa nhận nha, những câu này nó lòng ngoằng, nghe chưa? Mình còn 8 câu khó ở cuối cơ nha. Mình có 30 câu dễ và thầy có bonus cho anh em 8 câu khó, khó một tí thôi nha. Nào, trong vùng giao thoa, điểm M cách A và B lần lượt những khoảng như này. Mình không bấm máy các bạn nha. Biết rằng điểm M dao động cực đại, giữa M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác nữa. M cực đại và giữa M và đường trung trực còn hai dãy khác nữa thì chứng tỏ M cực đại bậc 3. Đấy, trung trực là bậc 0, giữa M và 0 còn hai số nguyên nữa. Thì là số nguyên thứ 3 thì còn hai số nguyên là 1 và 2 chưa? Bậc của M đó chính là MA trừ cho MB. Đấy, chia cho lambda, nghe chưa? Vậy thì có được lambda bao nhiêu anh em ơi? 28 trừ cho 25,3. Ấy già, cái này phải nhẩm rồi. 2,6 mà chia cho 3, được chưa? Tốc độ truyền sóng là V bằng lambda nhân với F. Thôi bấm nhá, được chưa? 2,6 phần 3 nhân với 25. Xấu thế. 65 phần 3 thì bằng 21,6. Ồ, không có đáp án á. Có nhầm chỗ nào không có anh em nhỉ? Thầy có nhầm cái chỗ quần què nào không có nhỉ? À, ủa chết, chỗ này là 2,7 nhỉ? Viết nhầm kiểu gì từ 2,6 xuống 2,7 nhỉ? Sao nó có một cái sự ngu học không thể chấp nhận được ở đây nhỉ? Được chưa nhỉ? Rồi, 22,5. Đáp án D chính xác. Được chưa? cm trên giây. Phát này nhầm ngu thực sự rồi. Phát này nhầm ngu thực sự rồi. Được chưa? 27 là D. Được chưa? Ok. Sao lại ghi là 27? Sao nhầm ngu đấy nhỉ? Ok, rồi, sorry anh em, phát này thầy ngu rồi, lỗi thầy, lỗi tại thầy, lỗi tại thầy. Ok. Rồi, câu 28 nào, không còn một sự chống chế gì cho cái sự nhẩm ngu học ấy nữa.
tự thầy loại thầy rồi, nghe chưa? Ok, nào. Rồi. Thầy nhầm, lỗi tại thầy. Nào, câu 28. Đấy chưa? Câu 28. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 5 phút. Nhiệt lượng là Q, và Q thì bằng P nhân với T. Nghe chưa? Trong đó T thì 5 phút, 5 phút mà mỗi phút là 60 giây, 300 giây. P thì bằng Y bình nhân với R. Nghe chưa? Y bình thì là bằng E bình chia cho R lớn cộng với R nhỏ. Tất cả bình nhân với R nhân với 300. Đấy chưa? Phát này là làm lại danh, phát này là làm lại danh dự này. Thầy sẽ nhẩm từ đầu đến cuối cho các em xem. 6 bình chia cho 12 bình nhân với lại 10 nhân với lại là 300. Được chưa? R lớn cộng R nhỏ chưa? Phát này là tôi làm lại danh dự cuộc đời nhá, anh em phải tin tôi. Được chưa? Đấy, 3000 này chia cho 4 này. Được chưa? 3 chia cho 4 chắc chắn là 7,5, đúng không nhỉ? Đúng không? Đúng không nhỉ? 750 joule. Ok, anh em tin thầy chưa? Uy tín chưa? B nhá. Không bấm máy nghe chưa? Quái, chuẩn chưa? Nhẩm nó có căn cứ và cơ sở. 28 là B, tất nhiên câu này dễ thì sẽ bị gãy thôi. Chứ còn câu khó thì không dám gãy đâu. Nghe chưa? Rồi, câu 28 đáp án là B. Được chưa? Nào, câu 29. Ủa, chết rồi, sao lại bỏ những cái câu này vào đây nhỉ? Công thức tính lực căng dây. Tốt nhất là chúng ta bỏ luôn, không thi đại học công thức tính lực căng dây. Nghe chưa? Bỏ luôn, không phải nghĩ, đúng nhỉ? Không phải nghĩ, sao thầy lại cho những câu củ chuối này vào đây? Các bạn chỉ việc áp dụng công thức thôi. T bằng mg nhân với lại là 2 cos alpha trừ cho 3 cos a, 3 cos alpha trừ cho 2 cos alpha không. Đấy chưa? Bỏ luôn. Nghe chưa nhỉ? Nha, không phải nghĩ nha, vứt, đúng không ạ? Có dùng không dùng, nghe chưa? Lực căng dây khi qua vị trí cân bằng thì ứng với alpha bằng 0. Nghe chưa? Đấy, cos không bằng 1, tóm lại bỏ đi nha, không phải nghĩ ngợi những câu này. Không thi những câu này, còn công thức có rồi, nghe chưa? Mà thực ra thầy cô các em cũng dạy câu này rất nhiều rồi. Nghe chưa? Nhá, thầy không chữa câu này vì nó không làm chương trình thi. Không hiểu sao nó lại tòi vào đây. À, ok. Tiếp câu 30, bỏ câu đấy nha. Một vật dao động với tần số riêng là bằng 5Hz. Khi tần số là 2Hz thì biên độ là A1. Khi tần số 4Hz thì biên độ là A2 với cùng các điều kiện ngoại biên như cũ, đúng không nhỉ? Đấy, thì càng gần tần số riêng, biên độ là càng lớn, nghe chưa? Vậy thì 4 thì gần 5 hơn thì A2 thì sẽ lớn hơn A1, nghe chưa nhỉ? Đấy, A2 mà lớn hơn A1, đáp án là C, nghe chưa? Ok, 30 đáp án là C. Nào, bây giờ đến những cái câu mà cảm giác là nó sẽ khó hơn những câu trên một tí. Chúng ta có 7 câu nó gọi là nâng cao thì thầy cho nó nâng cao quan điểm thôi, chứ còn có cái gì đâu, nghe chưa? Nha, những câu này thì đang ở mức 7 và 8 thôi, chứ không có gì là khó, nghe chưa? Nào, câu 1 đáp án là gì nào? Em thi khối C đợi cô Văn livestream lâu qua ấn xem like của thầy, không hiểu gì nhưng mà thầy nói chuyện hay thật à. Mày nệ nịnh thầy rồi, đúng là mấy đứa chuyên văn. Tốt nhất anh em ở đây anh em lưu ý nha. Tất cả những đứa đang xem đây toàn là những đứa thi khối A và những đứa thi khối B. Được chưa? Đấy, không thể tin được những đứa chuyên văn, thấy chưa? Người yêu đầu, người yêu thứ hai của thầy là dân chuyên văn. Và cuộc đời thầy nó gọi là sống trong gọi là nước bọt bằng mấy năm. Anh em không được phép tin, nghe chưa? Anh em không được mắc phải sai lầm của thầy. Đấy, thầy yêu người yêu thứ hai của thầy suốt từ năm lớp 11 đến năm thứ nhất đại học. Đấy, thầy mới thoát ra khỏi được cái những cái gọi là văn thơ đấy, nghe chưa? Tốt nhất là chúng ta khối A và khối A1, xin lỗi nhầm chứ còn gì có khối B. À, cũng có khối B ở đây đang xem để bắt gốc. Nhiều thằng khối B xem chứ đừng đùa. Nghe chưa? Còn không tin được mấy đứa chuyên văn, anh em nhớ chưa? Nó ngọt ngào lắm, được chưa? Nó ngọt ngào lắm, đúng không ạ? Không thể tin được anh em nha. Anh em phải tin con tim mình chứ không được tin cái khác, nghe chưa? Đấy, nhớ đấy nhá, đúng không ạ? Không được nghe bọn chuyên văn. Như cái đứa kia nó vừa đó một câu nó rất là nhẹ nhàng, đúng không? Mới mà đã câu thời gian của anh em mình mất 1 phút rồi. Nghe chưa? Thôi thầy livestream đây. Nguy hiểm không các em ạ? Đấy, thôi không sao, livestream tiếp. Được. Nào, câu thứ nhất, câu 1. Tần số nào sẽ có sóng dừng với là gì các nhỉ? 4 bó sóng. Đây là hai đầu cố định. Khi tần số là 48Hz thì có 5 bó, đúng không nhỉ?
48HZ có 5 bó, 5 bó thì là 5F0, nghe chưa? Đấy, 4 bó là 4F0 thì bằng bao nhiêu nào? 48 mà chia cho 5, vì sao lại không chia hết? Ồ, câu này có bị làm sao không nhỉ? 48, à có chia hết mà nhỉ? À không chia hết nhưng mà F0 nó lẻ kệ bố đó chứ nhỉ? 9,6, thầy giật mình. Thôi được rồi, đấy, nguy hiểm không? Nhắc cái chuyên văn là team thầy đấy, nó lại không được bình tĩnh cho lắm. Ok, 38,4 HZ. Ok, đấy chưa? Đáp án là A. Thấy đấy, các bạn thấy không? Làm thầy mất tập trung. Cái chuyện là 48 không chia cho 5 là rất bình thường. Thầy tưởng sai đề, bình thường mà. Ok chưa? 5 bó, 5F0, 4 bó, 4F0. Từ đây mình tìm được F0 nhân 4 là ra cái này. Còn cái tốc độ 24 không cần thiết, nghe chưa? Đáp án A là chính xác, nghe chưa? Rồi, câu 1 là A, nghe chưa? Câu 1 là A, hợp lý nhá. Câu thứ 2. Ok, đấy chưa? Câu thứ 2 nhanh, có 7 câu thôi. Mưa rồi anh này, anh em này. Hà Nội lại mưa. Đấy, cái thời tiết này nó xến xẩm không? Nha. Tập trung vào đây, đây mới là chân lý này. Đấy chưa? Nào. Ok. Câu 2. Một máy biến áp lý tưởng nếu giảm số vòng dây thứ cấp 15%, điện áp hiệu dụng thứ cấp bị giảm đi 60V. Vậy điện áp hiệu dụng ở quận thứ cấp khi để hở gì đây? Điện áp hiệu dụng ban đầu là bao nhiêu? Được chưa? Mình có được là U1 chia cho N1 sẽ bằng U2 chia cho N2. U1 chia cho N1, căn này là bằng một constant, bởi vì sơ cấp của chúng ta là một hằng số. Nghe chưa? Em nghe tiếng mưa rơi không? Hả? Mưa đang rơi đấy, đúng không ạ? Nào, số vòng dây giảm đi 15%, tức là N2 nhân với 85%. Đấy chưa? U thứ cấp giảm đi 60, trừ đi 60. Hợp lý không các bạn nhỉ? Bởi vì tử giảm, mẫu giảm thì phân số mới không đổi. Cùng bớt N2, nghe chưa? Vậy chúng ta có được ở đây là bao nhiêu các bạn ơi? Chúng ta giải cái phương trình này, chúng ta tích chéo lên thôi, nghe chưa? Đấy. Nào, tốt nhất là chúng ta không nên nhẩm những chỗ như này. Mình bấm máy đi. Mình lấy 60 chia cho 15%, được chưa? Ra là 400V. Hợp lý chưa? Đáp án là A chính xác. Khoanh, toàn A, nghe chưa? Câu 2 là A, được chưa? Câu 2 là A nha. Hợp lý. Câu thứ 3, biên độ dao động của con lắc gần giá trị nào sau đây nhất? Nào, câu 3 nào. Nào, câu 3, đồ thị của động năng thế năng theo thời gian như hình bên, yêu cầu tính biên độ. Thì em biết rồi, biên độ nó nằm trong biểu thức tính cơ năng. Cơ năng là E bằng M omega bình A bình chia cho 2. Đấy chưa? M thì anh em có rồi, cơ năng có chưa? Tại cái điểm này này thì động năng là bằng thế năng. Được chưa? Đây, hai đồ thị này giao nhau thì chính là động năng bằng thế năng, thì gấp đôi lên chính là cơ năng. Chưa? Cơ năng là 1,5. Thực ra em biết rồi, đây chính là động năng cực đại là cơ năng, đúng không nhỉ? Đây thế năng cực đại là cơ năng, và là 4 ô ly, 2 ô ly là 0,75, thì 4 ô ly là bao nhiêu các em? Là 1,5 chưa? Đấy, thì cơ năng là bằng 1,5 nhân đến 10 mũ trừ 3 milijoule mà. Mình có M rồi, bây giờ thì tính cho thầy cái omega là xong, nghe chưa? Omega tính cái kiểu quần què gì đây? Các bạn nhìn luôn này, pi trên 3 của chúng ta là bằng mấy ô ly các em? Pi trên 3 là bằng 5 ô ly. Các bạn nhìn luôn này, ở đây là động năng cực tiểu đến vị trí động năng cực đại. Động năng cực tiểu là ở vị trí biên, đúng không nhỉ? Khi qua biên là động năng cực tiểu, và động năng cực đại là khi qua vị trí cân bằng, nghe chưa? Từ vị trí biên đến vị trí cân bằng gần nhất là 1/4 chu kỳ. 1/4 chu kỳ từ đây đến đây là bằng 3 ô ly, nghe chưa? Vậy thì chu kỳ của chúng ta là bằng 12 ô ly, nghe chưa? Mà chúng ta có được là pi trên 3 là bằng 5 ô ly, pi trên 3 bằng 5 ô ly, thì 1 ô ly của chúng ta, nghe chưa, là bằng pi phần bao nhiêu các em? 15. 1 ô ly là bằng pi phần 15. Vậy thì 12 ô ly là 12 nhân pi phần 15, nghe chưa? Tốt nhất nên bấm máy nha. Lấy 2 chia cho 12 phần 15 là ra được cái thằng omega.
omega thì bằng 2,5, nghe chưa? Mình có được là omega thì bằng 2,5. Hợp lý chưa? Omega bằng 2,5, quá hợp lý nha. Mình thế lên đây này, 1,5 nhân với 10 mũ thì bạn nhỉ? Trừ 3, đấy chưa? Nhân chứ nhỉ, sẽ bấm thành chia này. Ok chưa? Đấy bên này nha, chia cho m là 0,3, omega bình là 2,5, đúng không ạ? Đóng ngoặc vào. Đấy, xong chưa? Nhớ là nhân với số 2 nữa. Ok chưa? Và căn ra là ra A. A của chúng ta là 0,04m và là bằng 4cm chưa? Đáp án D là chính xác, đúng không nhỉ? Câu 3 là D nha. Cũng không quá khó đúng không nhỉ? Cũng không quá khó đúng không anh em? Cũng bình thường. Thầy giảng các em có hiểu không? Nghe chưa? Đây là động năng cực tiểu là ở vị trí biên. Các bạn động năng bằng 0. Động năng bằng 0 là khi qua biên. Động năng cực đại là khi qua cân bằng. Nghe chưa? Từ biên mà đến cân bằng là 1/4 chu kỳ thôi. Bứng với 3 ô ly ở trên cái trục hoành chưa? 3 ô ly thì chu kỳ là 12 ô. Mà 1 ô là pi phần 15. Bởi vì 5 ô là pi phần 3 thì 1 ô là pi phần 15. Mình có được T đây rồi, nghe chưa? Thì mình lấy là 2 pi chia T là ra được cái thằng omega. Ném vào đây là xong. Đấy chưa? Ổn cái gì? Không quá khó đúng không ạ? Nào, D nhá. Thầy nghĩ là thầy giảng cũng dễ hiểu thôi, nghe chưa? Nào, câu thứ tư nào. Bốn câu cuối này. Mình té này. Một vật dao động điều hòa. Thực ra những câu này nó chỉ là những câu mức độ 7-8 thôi. Nó có cái gì đâu các bạn. Quá dễ, đúng không nhỉ? Nó quá dễ nha. Câu thứ tư nào. Một vật dao động với biên độ là 4cm, tần số 2Hz, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 5/6 giây. Mình có được là chu kỳ thì bằng 0,5 giây. 1 chia cho F là T chưa? 1/2 là 0,5. Mình đổi này, 5/6, đúng nhỉ? Chia cho 0,5 thì 5/12 chu kỳ, đúng ạ? 5/6 mà chia cho 0,5. Thầy có chia nhầm không nhỉ? Đâu, thế 5/3 chu kỳ chứ nhỉ? Tí nhầm, đúng không ạ? 5/6 mà chia cho 0,5 thì 5/3 chu kỳ, tách 5/3 chu kỳ thì thành 1 chu kỳ, được chưa? Cộng với lại là 2/3 chu kỳ. Có đúng không? 1 cộng với 2/3 là 5/3. Tiếp 2/3 chưa đủ, chứ mưa to thế. 2/3 tách thành 1/2 cộng với 1/6. Hợp lý không? Hợp lý, đúng không nhỉ? Thì tốc độ trung bình thì tính quãng đường đã, 1 chu kỳ đi được 4A, nửa chu kỳ đi được 2A. Đấy chưa? Đấy. Tốc độ trung bình lớn nhất thì quãng đường phải lớn nhất. 1/6 chu kỳ lớn nhất là đi được A. Nghe chưa? Nhớ nha. SC max trong 1/6 chu kỳ là A. Cái này anh em phải học về dao động điều hòa. Anh em phải biết được cái này. Nghe chưa? Nha. Ok. Vậy thì SC ở đây của chúng ta, SC max. Nghe chưa? Đấy. Cộng tổng lại là mấy A các em nhỉ? Là 7A. SC max là 7A. Thì V trung bình max, đúng không nhỉ? Là quãng đường chia thời gian. 7A là 7 nhân với 2 chia cho 5/6. Đừng có nhầm chỗ này nha. Tôi nhất định bấm máy, nghe chưa? 14 chia 5/6, đúng không nhỉ? Rồi, bao nhiêu đây anh em nhỉ? 16,8, nghe chưa? 16,8cm trên giây. Đáp án là A. Em tưởng cái kia. Rồi ôi, chết tôi thôi. Thầy đang lấy là vị trí cân bằng của vật và biên của vật thì phải đi với chu kỳ của vật. Trời ơi, thằng nào nói câu đấy, hỏi thắc mắc câu đấy nhỉ? Duyên công ơi, thầy biết là chửi thì thương em thật, nhưng mà thầy phải chửi em một câu, em ngu học, được chưa? Trời ơi, nhưng ít ra may rằng em còn nói, được chưa? Để thầy còn biết cái chỗ ngu của em, thầy còn sửa cho em, chứ không đi thi em mà sai em lại đổ lỗi cho thầy, được chưa? Rất may là như vậy, nghe chưa? Thà bây giờ em trách thầy vì thầy chửi em còn hơn là em thi xong em sai em quay em chửi thầy. Đấy chưa? Thầy lấy là vị trí cân bằng của vật và biên của vật thì nó phải là chu kỳ của vật. Mày hiểu chưa em? Hả? Tồi quá. Nha. Ok. Rồi. Cái gì? Sao? Thầy nhầm chỗ nào? Thầy nhầm chỗ nào á? Biên độ là 2. Thầy nhầm chỗ nào á? 14 chia 5/6. 16,8. Ờ.
Cái gì đấy giời ơi? Cái gì đấy? Ồ, vãi. Nghe làm thầy hoang mang thế, cái gì đây? Cái gì đây? Ôi vãi, cái gì vậy? Rồi ôi, nhiều thằng mất gốc thế, rồi ôi. 1/6 chu kỳ thì quãng đường lớn nhất đi được là A. Rồi ôi, đây này. Đây. Bắt giờ heo anh em trêu tôi à? Anh em trêu các chú trêu anh à? Hả? Rồi ơi. Đây rồi. Đây nhá, thằng nào chưa biết mấy cái SC Max, SC Min này, nhìn đây nha, nhìn này. Rồi ôi, chết tôi rồi. Đây, có một cả một cái bảng cho các bạn nhìn luôn nha. Đây là quyển sách mà thầy viết, đây là sách 60 phút của thầy. Đâu ấy nhỉ? Quãng đường à? Đây, quãng đường và cực trị quãng đường đúng không? Nhìn cái này chụp vào ghi nhớ luôn đi. Đây, 1/2 chu kỳ 2A, 1 chu kỳ được 4A, 1/4 chu kỳ được A, nhưng nếu như phải ở biên của cân bằng, nghe chưa? Còn SC Max, SC Min đúng không? Đâu rồi anh nhỉ? Đâu rồi? Nó có cái bảng tổng hợp ở đây à? Từ. Đây nha, cái này không biết cái này nhỉ? Cái này nó ở cái bảng tổng hợp có thấy đâu nhỉ? Hình như thầy không tổng hợp trong quyển sách này vì nó dễ quá, thầy cho bài tập thôi. Đây này, nó có những cái bài toán là tìm quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất đi được cái này trong 1/6 chu kỳ này, 1/4 chu kỳ này và 1/3 chu kỳ này, được chưa? Cái này mà giờ phút này anh em mà phải hỏi cái này nữa thì chết. Giờ đây này, 1/6 chu kỳ này đi được là A đây này, được chưa? Rồi ôi. Thôi rồi nhá. Chết. Đáp án A, được chưa? Rồi, câu 5. Nào, 7 câu qua nhầm 3 câu cuối nào. Câu 5 nào. Câu 5. Người ta hỏi là khoảng cách của hai chất điểm, được chưa? Bằng 2 cm lần thứ 5. Đúng không nhỉ? Khoảng cách bằng 2 cm lần thứ 5. Được chưa? Thì khoảng cách là delta là trị đối x1 trừ cho x2, cạnh bấm máy này, 2 góc 1 2, đã 2 góc được chưa, trừ pi chia 6, nhưng nhớ là x1 trừ x2 khoảng cách phải mang dấu trừ, trừ cho 2 căn 3 góc phần trừ pi chia 3. Đấy, ship 2 3 xong đứng bằng 2 góc pi trên 2, 2 góc pi trên 2. Đây là phương trình khoảng cách. Thì các bạn vẽ ra khoảng cách của chúng ta nó cũng là một đại lượng dao động điều hòa, nhưng nó mang trị tuyệt đối, nghe chưa? Thì nó phải là 2 2, nó không có giá trị âm, nghe chưa? Đấy, đây là 0. Pha ban đầu bằng pi trên 2, chưa? Vector tại t bằng 0 ở đây. Một chu kỳ có 2 lần nó bằng 2. Nhớ không, đây không phải là âm 2 đâu, mà đây là phải là 2 các bạn nha. Bởi vì khoảng cách là trị tuyệt đối. Thì để có 5 lần thì phải cần 4 lần và 1 lần cuối. Vì sao lại 4 lần? Bởi vì 4 lần này sẽ tượng trưng cho 2 chu kỳ. Bởi vì 1 chu kỳ là có 2 lần, 2 chu kỳ là có 4 lần, chưa? Và 1 lần cuối chỉ việc quét sang đến đây là t chia mấy anh em? T chia 4, nghe chưa nhỉ? Đấy, vậy thì chu kỳ là mấy giây? Chu kỳ thì bằng 0,5 giây, chưa? 2 nhân với 0,5 cộng cho 0,5 và chia cho 4, nghe chưa? Là bao nhiêu các bạn nhỉ? 1,2 thầy định 1,125 thì phải, đúng không nhỉ? 1,125, nghe chưa? Nhưng là phân số à? Tất nhiên là nhầm nha. 2 nhân với 0,5 à, bấm nha, cộng với 0,5 chia 4 này, 9/8, đúng không nhỉ? Là 1,125 đấy. Đấy, thầy không đổi được phân ra phân số thôi, còn là C, nghe chưa? Khoanh toàn C, Nguyễn Duy Duẩn khoanh A, mày ngu học em ạ. À, nào, C được chưa? Nào, đến 2 câu điện xoay chiều cuối cùng, được chưa? Đến 2 câu điện xoay chiều cuối cùng nha. Nào, câu 6, 2 câu cuối cùng thôi. Nào, cố lên anh em. Câu 6 đáp án là gì nào? Ấy già, nhìn câu này loằng ngoằng phết nha. Nhìn câu này loằng ngoằng phết. Thầy ơi, câu 3, thầy ơi, câu 3 làm sao? Các bạn vẫn thắc mắc câu 3 à? Nếu mà các bạn còn thắc mắc câu 3 thì thầy không còn thuốc nào để thầy cứu em nữa rồi. Thầy kệ các em thôi, được chưa?
Nếu em còn thắc mắc câu 3 nữa thì thầy không còn thuốc nào thì cứu em rồi, vô phương cứu chữa rồi. Ca này thầy bó tay, tại hạ xin cáo từ. Nào, câu 6. R lớn bằng 40, R nhỏ bằng 10. AN lệch pha pi trên 2 so với MB. Được chưa? AM và MB lần lượt là 150 và 30 căn 3. Được chưa? U toàn mạch đặt giá trị nào sau đây? Lại cái thằng acid clohydric, lại là chu kỳ của vật khác chu kỳ của động năng. Tôi chết mất thôi. Rồi thầy đã bảo là thầy lấy biên của vật và vị trí cân bằng của vật thì nó phải là chu kỳ của vật. Rồi ôi sao các bạn để kiến thức nó hỏng đến mức một cái nó kiểu nó hỏng từ gốc ấy em. Em nó là mất gốc rồi. Rồi ôi chết tôi thôi. Thầy cô của các em là ai? Thầy cô các em dạy các em đến nơi đến chốn mà các em như thế này à? Được chưa? MN chéo lên. Ôi ôi thầy buồn quá. Vẫn còn đến giờ phút này bạn nào bảo là động năng của vật à, chu kỳ của động năng chứ không phải chu kỳ của vật đâu. Thì thầy có bảo là chu kỳ của động năng hay chu kỳ vật đâu. Thầy lấy vị trí cân bằng của vật và biên của vật thì nó phải ứng với chu kỳ của vật chứ. Ôi ôi, lại có những cái bạn mà đến giờ phút này gần đến như này thì chết. Thôi rồi, không nha. Nào, thế hình nào? Mình có AN và MB là vuông với nhau, đấy chưa? Đây, thì đã nắn hình cho nó vuông rồi, đấy chưa? AM và MB, đấy chưa? Là vuông góc, nghe chưa? AN của chúng ta là bằng 150, đúng không nhỉ? MB của chúng ta là bằng 30 căn 3, yêu cầu tính AB thôi, là cạnh này đặt là cạnh X đi, đấy chưa? Nào, mình có R lớn gấp 4 lần R nhỏ, đúng không nhỉ? Đây, R lớn đây đặt là Y đi. À, 4Y đi, thì R nhỏ là Y. Đấy chưa? Cái hình này là hình đơn giản thôi. Đây là một góc gì bạn nhỉ? Một góc vuông. Đây là trực tâm. Đấy chưa? M là trực tâm nha. M là trực tâm trong cái tam giác này. Nào, nhớ nha. R lớn gấp 4 lần R nhỏ. Đấy chưa? MN chéo lên thì hoành độ của nó là R nhỏ. AM nằm ngang thì là R lớn, đúng không nhỉ? Rồi, mình có tính X kiểu gì đây? Bây giờ quan trọng của chúng ta là đi tính X. Ây giời, căng nhờ. Nào, tính X kiểu gì anh em nhỉ? Khó đấy. Khó đấy, không dễ đâu. Tính X là có vẻ khó đấy. M là trực tâm mà. Trực tâm thì có cái tác dụng gì ở cái cuộc chơi này không? Ý nhá, thầy ngắm nghía tí nhá. Bây giờ, cái hình này là giải khó đấy. Nào, cạnh này biểu diễn theo Y được. Nghe chưa? Quan trọng bây giờ cái đoạn AN và MB vuông góc để mình sử dụng tính chất trực tâm. Đoạn này mà vuông góc à? Căng nhỉ. Đoạn này mà vuông góc để làm gì nhỉ? M là trực tâm. Khó đấy các bạn ạ, không dễ đâu. Khé này sử dụng công thức từ. Cho thầy xin vài giây để thầy nhìn nhá. Hình này khó đấy các bạn ạ, khó đấy, không dễ đâu. Cạnh này tính theo Y được. Cạnh này vừa tính theo Y mà vừa tính theo X. Đấy chưa? À, thầy nhìn ra rồi. Đây, do cái góc vuông chưa? Thầy chẳng cần dùng tính chất trực tâm. Thầy gọi đây góc alpha, đây là góc beta. Thế là hợp lý chưa? Thầy có được là alpha cộng với beta là bằng 90 độ. Đấy chưa? Nhớ đâu nó không cho góc này góc vuông thì làm sao? Nha, thầy làm tổng quát. Đấy chưa nhờ? Góc này không cần thiết, nó phải là góc vuông. Nó chỉ cần là một góc có số đo cụ thể là được, không cần thiết nó phải là góc vuông. Nó là góc 3 à, nó là góc 100 độ, 110 độ cũng được, nghe chưa? Miễn làm sao thầy có tổng góc alpha và góc beta. Anh em hình dung ra chưa? Nha, thế là xong rồi. Thầy có góc alpha chưa? Alpha lại là góc trong tam giác vuông AHN, đúng nhỉ? Alpha của chúng ta thì bằng arc cos arc sin, đúng nhỉ? Arc sin của đối chia cho huyền, nghe chưa? 5y chia cho huyền là 150. Beta của chúng ta tiếp tục là arc sin, đúng không nhỉ? Của đối chia huyền là y chia cho 30 căn 3 là bằng 90 độ chưa? Đấy, các bạn không cần thiết là phải dùng góc này là 90, góc này là bao nhiêu cũng được, góc này là 110 độ cũng được.
thì tổng còn lại là 70 độ, đúng không nhỉ? Có gì đâu mà phải xoắn. Các em hình dung đây chưa? Không cần thiết góc này là bao nhiêu. Đấy, thầy làm một cách nó tổng quát luôn. Các bạn hình dung ra vấn đề chưa? Bởi vì mình biểu diễn được cái thằng alpha và cái thằng gì gọi nhỉ? Cái thằng beta, được chưa? Để chút máy đang cảnh báo. Mình biểu diễn được thằng alpha và thằng beta theo cái thằng y này, bây giờ thì mình ship xôn ra thằng y, các bạn thấy nó hợp lý chưa? Nha, đây cách làm mà tổng quát, nghe chưa? Cách làm tổng quát nha. Rồi bấm máy nào, 1 1 đã, chơi cái gì này, 1 1, thấy chưa? Arcsin này của 5 chia cho 30, thầy chia luôn nha. À, y chia 30 chứ quên. Ok chưa? Cộng arcsin của y chia cho 30 căn 3. Thế là thầy nhầm đáp án rồi ấy mà. Alpha bằng pi chia cho 2. Đó là góc 30 góc 60 ấy mà. Tôi lạ gì. Chắc chắn đáp án nó là bao nhiêu nhỉ? Chắc chắn nó là thôi không nhầm nữa nhá. À đâu cũng khó nhầm đấy nhỉ. Khó nhầm đấy nhỉ? Ờ thầy trêu thế thôi cũng hơi khó nhầm. Đấy chưa? Ok. Thầy trêu thế thôi cũng hơi khó nhầm. 29 à 25,9. Được chưa? Đây thì để radian mà. Để cho đây thầy bấm là pi trên 3 mà. Đổi 90 thì có khác gì không nhá? Ủa mấy cái thằng này. Giống nhau mà. Câu lừa tôi à? Hả? Nó thế mà. Rồi ôi, xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Y là khoảng 26, đúng không nhỉ? Y là khoảng 26. Thế xong chưa? Bây giờ chúng ta đi tìm x chưa? Thì mình nhìn này, cạnh HB của chúng ta, nghe chưa? Cạnh HB của chúng ta nó có hai biểu thức tính. Một, nó chính là căn của 30 căn 3 tất cả bình trừ cho y bình. Đấy, và nó cũng có thể bằng căn của x bình trừ cho 5y bình. Có đúng không? Đấy, nó là HB là đường cao trong hai tam giác vuông MHB và AHB, đấy nhỉ? Tìm ra x chưa? Thế là xong nhá. Nào, bấm nha. Bấm là x đúng không? 30 căn 3 tất cả bình trừ cho 26 bình trừ 26 bình, đúng nhỉ? Cộng với 5 nhân với 26 bình, đúng không nhỉ? Rồi căn ra là x 137,56 gần đáp án A nhất, 140. Được chưa? Hợp lý nhá. Đúng chưa? Ok. Đấy, thì thầy nghĩ đây là cách tổng quát rồi. Nghe chưa? Thầy nghĩ đây là cách tổng quát rồi nha. Cô Văn bùng luôn rồi thầy ơi. Mai thầy live stream tiếp. Không ạ, à, em vô coi. Đúng, dạy Văn lời nói gió bay. Ok chưa? Cách này thầy nghĩ là cách tổng quát nhất. Bởi vì nó không quan trọng cái góc này là góc bao nhiêu. Nghe chưa? Góc này có là góc 90 độ hay là 100 độ hay 110 độ thì cũng như thế thôi. Nghe chưa? Nha. Thầy ơi, tốc độ tia beta là 10 mũ 8. Tốc độ tia beta là xấp xỉ tốc độ ánh sáng và nó khoảng là 10 mũ 8 mét trên giây. Thấy chưa? A nha. Rồi, 6 là A. Còn tốc độ alpha là 2 nhân 10 mũ 7. Thấy chưa? Bằng 1/15 lần của ánh sáng. Beta là 1/3 lần của ánh sáng. Ôi rồi, làm sao để vẽ hình cho đúng từng bài? Em lên trên YouTube em xem cái phương pháp giản đồ vector của thầy Ngọc Anh. Nghe chưa? File thì up từ ngày hôm qua nha. Nào, thầy phải bơm thuốc đau họng vào cổ họng đã. Câu này. Khi làm thí nghiệm với dòng điện xoay chiều, người ta đặt lần lượt điện áp một giá trị U như này vào 4 đoạn mạch. Và đoạn mạch nào tiêu thụ công suất lớn nhất? Mình có biểu thức tính P này. P thì bằng Y bình nhân với R. Hoặc là P thì bằng cái gì nhỉ? UI cos phi, được chưa? Hoặc là P thì bằng U bình chia cho R nhân với cos bình phi, đúng không nhỉ? Bài toán cho R và cho cos phi thì chắc chắn các bạn phải sử dụng công thức thứ ba này, đấy chưa? Chứ đừng dùng hai công thức đầu. Chúng ta có tất cả là ba công thức để tính P, đúng chưa? Nhưng lúc này phải dùng công thức thứ ba tính P nó mới chuẩn, đúng không nhỉ? Phải dùng thằng thứ ba tính P nó mới chuẩn, đúng không nhỉ? Thì nó mới nhanh, đúng không ạ? Thì mình xem cos bình phi chia R thằng nào là lớn nhất. Nhưng cos bình phi nó rất là bé mà R lại to,
thì tốt nhất thầy gán cái U này là 100 cho nó gọn, nghe chưa? Bấm ra nha, thấy chưa? Gán cái U là 100 cho nó đẹp dài, thấy chưa? 100 bình này, đúng không ạ? Đấy, chia cho A này nhân với B bình, rồi gán từng giá trị vào một. Theo linh cảm của một legendary thì chúng ta nhìn cảm giác là số nào lớn nhất nhỉ? Số nào trong đây là có thể lớn nhất nhỉ? Bấm bừa đi. Chứ còn cảm nhận thì đến có đến mùa quýt, đúng không ạ? Nào, một thằng thì là 60 nhá. P là 60 nhá. Được chưa? Tiếp 100 0,7 nhá. 49 nhá. Ít giời ơi. Tiếp nào, sao đẹp thế nhỉ? 90 nhá. 0,8 nhá. 71 nhá. Ấy giời, thằng này lớn thế. 71,1 nhá. Được chưa? Tiếp 120 0,9. 67,5 nhá. Đấy chưa? Đấy, mình sắp xếp thứ tự của nó tăng dần hay giảm dần được, đúng không nhỉ? Vậy mạch thứ 3 là mạch lớn nhất. Mạch thứ 3 thì phải khoanh D. Đừng khoanh C, khoanh toàn C là chết đấy. Đấy chưa? Khoanh C là chết. Khoanh B, à nhầm, khoanh C là chữ chết. Đấy chưa? Đấy, khoanh D là chữ đai. Đấy chưa? Khoanh B là phải bị chết, là bị đai. Đấy chưa? Đấy. Khoanh A là ăn cờ cờ. Đấy, tóm lại là khoanh bất kỳ một cái gì cũng không thể bừa được, nghe chưa? Chúng ta phải dựa vào công thức, dựa vào định lý, định luật, dựa vào những cái gì mà chắc chắn nhất, đúng không nhỉ? Chứ đừng có toàn A hay toàn gì nhá. Hẹo đấy, nghe chưa? Đấy, ok chưa? Ok, rồi. Sao có đấy? Các em phải chia sẻ nhiều lên, thầy mới có động lực để thầy live stream liên tục cho anh em. Chứ anh em mà like chia sẻ ít thì thầy buồn, thấy chưa? Thầy buồn, thấy chưa? Nói chung là đấy, tất cả là nhờ các bạn thôi, đúng chưa? Đấy, trong đây mà bạn nào đang xem live stream mà quý thầy, mà nói chung là có cảm tình với thầy, thì năm tới đây khi các em 2K4 hỏi học lý của ai thì phải bảo học lý của thầy, nghe chưa? Nhá, phải giới thiệu thầy nhá. Đấy. Các em trực tiếp hiện tại thì có thể là không giới thiệu cho bạn bè mình nữa, vì bạn bè bây giờ toàn đối thủ thôi, đúng không ạ? Thì phải giới thiệu cho em mình. Nghĩ em mình sau năm thi mình thi lại thì nó lại là đối thủ của mình, thầy cũng bó gối, nghe chưa? Nhờ thằng mà thôi, em giờ không giới thiệu cho 2K3 vì nó là đối thủ của em. Vậy thì giới thiệu cho 2K4 hộ thầy. Không, nhớ đâu em thi trượt, năm sau em thi lại thì giới thiệu cho bạn 2K4 thì nhớ lại là đối thủ tiếp của em, thì em lại không giới thiệu thì chết, thấy chưa? Thế thì còn cái gì nữa đâu, đúng không nhỉ? Nha. Không nghe những câu chửi, câu chửi là ngu thì mà chửi. Mày đầu đất cái thằng Tuấn Minh này. Ok. Em PR rồi mà chúng nó toàn thi khối D à, buồn. Mày phải lái nó sang được khối A với A1 mới là giỏi chứ. Mày chứng tỏ vẫn tán gái ngu lắm em ạ. Được chưa? Được rồi nhá. Có 2K4 nào mà hỏi học lý ai là phải hỏi thầy Ngọc Anh, nghe chưa? Thầy VNA, cứ phang VNA cho tôi, nghe chưa? Đấy, ok nhá. Thôi chào các bạn, bye bye nhá. Rồi. Bạn em mày hỏi về học VNA đúng không? Em bảo không, tao tự học. Tao tự học vào comment ở đây. Sáng nay Quảng Bình thi thử, thầy không thế mày phải gửi đề thầy chứ Trinh ơi. Rồi ôi, gửi đề ngay vào luôn cho thầy, nghe chưa nhá? Ok, nhớ gửi thầy đề là được. Muốn thầy nhanh thì em phải nhanh trước, nghe chưa nhỉ? Ok. Rồi, chào các bạn nhá, bye bye nhá. Đây các em. Hẹn gặp lại các em vào 5 giờ sáng mai, nghe chưa? 5 giờ sáng mai chúng ta lại lên đây chửi nhau và đấm nhau, nghe chưa? Nhưng chúng ta sẽ học được nhiều điều mà chúng ta hay nhầm, nghe chưa? Trước đây chúng ta nghĩ rằng là nó đúng, nhưng lên đây thì sẽ nói cho các em biết là nó đúng hay nó sai, nghe chưa? Ok nhá, chào các bạn, bye bye các bạn nhá. Rồi, nhớ sáng mai 5 giờ nhá.